Và cô có mong ước là mình được xuống chùa Tu Viện Môn Cô Đạt một đứng lần giữa không? trời nha, cô tính cô chị em cô ước sao có tiền để mướn cỗ xe chị em nguyên gia đình đi ra thầy Minh Minh Đạo á, Dạ. để mình trước là mình đi mình viếng Phật cho quầy chùa Minh Đạo, sau nữa mình thăm ông này Minh Minh Đạo Dạ. đó. Nhưng cái duy nhất cái thứ hai là cô nguyện có tiền cô ra thầy cái chỗ mà cái trang nghiêm của ông Minh Tuệ đó, cô ra đó. À, giờ vâng. cái cuộc đời mình chưa có đúng, chưa có khả năng. Dạ. Rồi, tô này hơi bị nhiều nha quý vị ơi. Quan trọng nhất để làm nên cái tô mì trộn nó khác với những chỗ khác là cái gì Quang nhỉ? Cái sốt này hả em? Dạ. Giống như là hồi xưa cũng bán có kiểu sốt kia nhưng mà không có được, không có hợp. À. Là lấy ý kiến của người ta là không có hợp. Cái xong bây giờ phải nấu lại khác. Hay cần tàu có nhầm người đang sống và người đang chín, người đa phần mình sẽ trộn luôn tại người ta dễ ăn thôi. À. Còn người nếu tái anh chín không thì chắc mình sẽ trộn qua em hả? Dạ đúng rồi. Dạ Dương xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Hiện tại thì chúng ta đang ở những ngày đầu của tháng 7 âm lịch, của mùa Vu Lan, nơi mà lòng người hướng về sự thanh tịnh, sự an nhiên và lòng hiếu đạo. Tiếp tục chủ đề gửi đến quý vị khán giả về ẩm thực chay, thì ngoài những nhà hàng buffet chay sang trọng, những quán chay đông khách, thì Dương sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả những quán chay nho nhỏ hoặc là những xe bán đồ chay ven đường để quý vị khán giả có thêm những sự lựa chọn vào cái mùa chay năm nay ha. Và trong video lần này thì Dương sẽ gửi đến quý vị khán giả một quán chay có tên là quán chay Thiện Quang, nằm ở địa chỉ là 281 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một quán chay mà Dương được bạn bè giới thiệu đến để quay và gửi đến quý vị khán giả một cái món chay rất là ngon, đó là món hủ tiếu mì trộn khô ha. Trên menu này thì Dương thấy quán bán có rất nhiều món nè, hủ tiếu mì, bánh canh, bún Huế, bún Thái. Rồi thì bây giờ Dương sẽ bước vào phía bên trong để gửi đến quý vị khán giả cái món mà hủ tiếu mì trộn khô này ngon thế nào mà được mọi người giới thiệu rất là nhiều. Và ngoài ra đó là những cái món chay khác cũng ngon không kém. Và cũng như là hỏi cô chủ xem quán bán nhiệt nhất như thế nào và giá cả làm sao nha. Mình Đạo rất là dễ thương, ổng rất là trung thực. Dạ. Thật sự là rất là trung thực của mặt thầy. Tôi thấy vô trong tôi là tuy rằng tôi không có gặp mặt thầy Minh Đạo mà cái là tôi dòm chung luôn, tức là tôi khóc luôn. Vâng ạ. À. Tôi khóc luôn, thấy em quỳ gối mà tôi khóc luôn á. Dạ. Rồi từ khi cô thấy cái tin đó là cô theo dõi thầy Minh Đạo trên YouTube thì, nhiều hơn đúng không cô? Hoài, cô quỷ cô hoài giá cho thầy về chùa đấy mà ước sao nguyện có coi chị em có tiền mướn chiếc xe quậy. Vâng. Viếng thăm chùa Minh Đạo và mình lại Phật luôn, trước dạ. lại Phật sau viếng thăm thầy Minh Đạo. Dạ. Đó là vậy. Với hai chùa nghèo nữa. Vâng ạ. À, đó là vậy. Đợt sau con xuống thì chắc là con sẽ quay hai tu viện hai chùa kia lên đó, cho nghèo. Các hai, cô hai coi hơn. Nghèo lắm, hai chùa dạ. nghèo. Cái thầy mà nuôi 15 đứa không nít, móng tay móng chân bị mòn hết mỡ, bị như là cằn cỗi nhưng là người rất là khổ. Dạ. Thấy đó. Dạ. Thấy thương lắm. Sự là có rất nhiều mái ấm, rất nhiều tu viện có nhiều nuôi trẻ mà trẻ mồ côi á, nhưng mà thực sự là khán giả chưa biết đến. Dạ, rất là nhiều nơi như vậy cô. Dạ, cô coi cô thấy các chú trẻ trong chùa Minh Đạo là thấy là cũng rất là vui, rất là dễ thương đúng không cô? Rất dễ thương. Dạ. Mà bây giờ cô thấy Minh Đạo vậy cô là ái mộ rồi. Còn cái giờ cô thấy là chùa ông chùa gì mà nuôi 15 đứa trẻ nè. Cũng cùng chung tiếng đường vô Minh Đạo nữa. Dạ. Đó, cũng cái rất là tội nghiệp ổng. Ổng cũng đi cắt thực, ổng xin tiền, ổng không phải cũng xin tiền đi cắt thực để về nuôi 15 đứa trẻ đó. Dạ. Tiền là cô không biết nha. Có đi cắt thực để về nuôi 15 đứa trẻ đó. Móng tay móng chân của ông thầy đó hả là tan nát hết mồ hết chân rồi, như là người cặn cùng cục đó, như là khổ rất là khổ. Vâng ạ. À. Đó. Vậy là chùa đó sẽ không những nuôi trẻ em mà 15 nuôi đứa. Người. À, 15 đứa trẻ. Dạ. 15 đứa trẻ một mình thầy sư thôi. Mà con ra luôn đi Dương tặng cho những mạnh thường quân ta có. Đó nếu mà dạ. nếu mà mạnh thường quân có coi clip của con tên gì? Dương ạ. À. Dương á là theo dõi vô chùa mà kế vô chùa Minh Đạo của thầy trợ thầy tên gì quên mẹ. Vâng ạ, à, để con coi lại rồi con giúp chùa à. Đó để dạ. cho thầy đó nuôi 15 đứa trẻ đó. Đó là vậy. Vâng ạ. À. Vậy là
trong lòng cô rất là ái mộ thầy Minh Đạo. Thầy Minh Đạo với thầy ông Minh Tuệ là ông là như là Phật Thích Ca là tái thế đó, như là cái thân của Phật Thích Ca hồi xưa đó, giờ là của ông thầy Minh Tuệ đó. Bây giờ thầy Minh Đạo cũng là nói bước theo thầy Minh Tuệ. Vâng. Đó, cô cũng đang ái mộ thầy Minh Đạo. À, cô theo dõi thầy Minh Đạo lâu chưa cô? Lâu rồi, từ ngày bước mời thầy Minh Tuệ tới giờ nha. Mà, vâng, mà bị phạt, bị quỳ gói á, cô theo dõi luôn tới bây giờ luôn. Dạ. Cô ngồi thấy quỳ gói mà thầy quỳ gói mà mình thấy là cô khóc luôn á. Vâng ạ. À. Cô theo dõi là cô có biết là khi nào thầy Minh Đạo ẩn tu xong xuống núi không? Cô nghe là 18, 19 gì đó, thấy không? Dạ. À, thì theo thông tin mà con các cô trên chiếc chùa nói con á, là ngày mai là ngày mùng 7 tháng 8. Đâu? Mùng 7 tháng 8 dương lịch nè cô. Ủa, dạ. ngày mai mới mùng dạ, ngày mai là mới mùng mùng tám thầy vâng thầy xuống, à. Thế, xuống đó đúng rồi mùng tám nha, mùng bảy tháng 8 dương lịch đó con, thầy xuống vâng ạ. Ngày mai mới dưới mới mùng 4 tháng 7 à. Dạ nên ngày mai con xuống con quay dưới chùa, ngày mai mùng 4 tháng 7 ha. Không ạ, à, cái tin này đúng rồi cô ạ, à. Tin này trong chùa nói cho con. Con tính đi là Tây hả? Ngày Tây, ngày Tây, ngày Tây, ngày Tây. Còn thầy Minh Đạo tính ngày ngày âm nha, thầy dạ. Minh Đạo tính ngày âm là 18 là 17 18 là ngày xuống núi rồi xuống núi đó. Vâng ạ. À. Ừ. À, cô có mong ước là mình được xuống chùa tu viện một cô một lần không? Trời nha, cô tính cô chị em cô ước sao có tiền để mướn cỗ xe chị em nguyên gia đình đi ra thầy Minh Đạo á, dạ. Để mình trước là mình đi mình viếng Phật cho quầy chùa Minh Đạo, sau nữa mình thăm ông này Minh Đạo. Dạ. Nhưng cái duy nhất cái thứ hai là cô nguyện có tiền cô ra thầy cái chỗ mà cái trang nghiêm của Minh Tuệ đó, cô ra đó. À, giờ mình, vâng. Cái cuộc đời mình chưa có đúng, chưa có khả năng. Dạ. Dạ cô có ăn chay không cô? Cô ăn chay chứ. Cô dạ. Tháng cô nguyện vọng là cô ăn chay trường ăn, cô ăn chưa có được. Vâng cô à. Tháng ăn 4 ngày à. Dạ. Bây giờ cái cô thấy trong gì vậy để nè, nhà máy ăn chay đó, tháng ăn 4 ăn 10 ngày á để cô đọc cô ăn dám ăn 10 ngày bên sao. À cô có hay nghe pháp của thầy Minh Đạo không cô? Cô có nghe pháp thầy Minh Đạo mà cô thấy thầy Minh Đạo thôi, cô chưa có nghe pháp thầy Minh Đạo. À, cô có đọc kinh thiệt mà cô không nghe pháp thầy Minh Đạo, cái chỉ dòm thầy Minh Đạo vậy thôi. Có thầy Minh Đạo ca hát thì thầy Minh Đạo nói lên thì cô có nghe. Dạ. Đó. Nói chung là tại vì đợt này thầy đi ẩn tu nên những cái bài giảng pháp của thầy á thực sự là chưa có nhiều. Sau này thì thầy xuống thì chắc là mọi người sẽ được nghe pháp của thầy nhiều hơn. Thầy Minh Đạo người ta không có xin tiền xin này xin nọ hết, tự động là bán đất của mình để mà nuôi sao mấy người đứa trẻ mà coi. Ồ thì đó cô cũng biết luôn hả cô? Biết. Yeah. Không có mà xin mình Hùng Vương nha, mà thầy tự tay đất của mình đi bán để nuôi sáu mươi mấy đứa trẻ đó, mình thấy là khắc phục thầy luôn, thấy tội nghiệp thầy, khắc phục thầy luôn. Yeah. Cô coi cô theo dõi thầy Minh Đạo mà. Vâng hả. Cô đi làm. Yeah. Cô làm tập vụ trên Xuân Thủy á, mở cái giờ mà cô nghỉ á, cái cô mở cái máy và cô tới bắt cho cô coi. Yeah, YouTube. Dạ. À, dạ. Hàng chi có nói dương là cô có thấy cái của con. Vâng ạ. À, nãy giờ con ngồi đây con nghe cô hai cô nói về thầy Minh Đạo. Ờ chung là trùng hợp quá. Dạ, trùng hợp ngay lúc là ngày mai ngày mốt con sẽ xuống như đó à. Dạ. Thì đó mà phải mà cầu nguyện cô tụi em em của cô mà nhà có tiền hùng lợi đi ra thầy Minh Đạo mình viếng thăm chùa. Vâng à. Đại Phật rồi sao mình thăm thầy Minh Đạo luôn. Dạ. Rồi cắt qua hai chùa nghèo đó. Dạ. Đó là vậy đó. Chưa là nguyện vọng là vậy đó. Dạ mình cứ nguyện cái tâm của mình ha. Dạ. Gia Phật trời sẽ phù hộ ạ. À. Chưa có đồng ngân. Vâng có à. Đồng ngân mình mới đi qua được. Dạ. Cái này là mình làm tô gì đó cô? Hủ tiếu. Dạ, hủ tiếu nước. Nước á, hủ tiếu nước. Qua wow, nồi nước lèo. Nước lèo hủ tiếu. Ở đây là khách ưa chuộng món gì nhất cô? Đa phần là hủ tiếu kho. Hủ tiếu kho đúng không mẹ? À, hủ tiếu kho bún Huế ha. Dạ, có bún Thái là mới bán được 2 tuần. Mới bán 2 tuần. À đây nồi nước lèo có những gì trong này đây em? Nước lèo là em có cà rốt, củ cải trắng, dưa leo với lại mướp sáng. À, mướp sáng ha. Tất cả là mình dùng nước lèo là hầm từ rau củ hết luôn. Đúng rồi, mà cà rốt dạo này mắc lắm nè, không có bỏ cà rốt em bù vô là mướp. À ok. Không, thực sự cái mùi vị của mướp cũng rất là ngon nha. Đúng rồi, nó ngọt. Rất là ngọt luôn á. Có còn em hai gì không? À, em mở cho anh coi được không? Đó, đây là nồi nước lèo ha. À, gồm rất là nhiều rau củ quả đây nè quý vị. À nước lèo bún bò ha. Wow. Dạ. Hấp dẫn quá ha. Cái này là mình mới làm để bán chiều đó hả? Dạ.
Vâng. Rồi cho anh xem nồi bên này là gì. Bún Thái. Cái này hết rồi. Bún Thái. Ồ, khách ăn nhiều quá gần hết rồi. Rồi dạ, dạ đây à. Đây là sa tế. À sa tế hả cô? Sa tế này là mình làm để anh khách ăn chung mấy cái món với bún riêu, với bún bò Huế, với bún thái, bún thái. Dạ. Dạ còn anh thấy cái rồi. Còn đây là hành ba rô. Hành ba rô. Phi hành ba rô. Phi lan ạ. Dạ, dạ vâng. Cái này chung tự làm nhà hết cô ha, không có mua bên ngoài. Không, ở nhà làm hết. Giờ muốn ở nhà bào luôn, có không có mua chợ. Ồ, rau muống nhà mình bào luôn. Dạ. Dạ. Chứ ngoài chợ mình ăn nó sợ thuốc quá ha. Giờ nè, thấy không? Dẫn xanh không bao giờ nó đen. À vâng ạ. Tự bào. Dạ, tự bào là nhìn là biết là tự có sợ to sợ nhỏ đó. Dạ. Còn ra ngoài sao có bào máy nha, bào tay luôn. Vâng ạ, bào tay con ha. Mình là mua chợ là không ai nha, không ai cho. Vâng. Dân gửi đến quý vị ha, tủ topping của những cái món tại quán chay của cô. Thì em có cho anh biết là mình có những topping nào vậy em? Đa phần là một tô là sẽ có chả quế, chả chén, mà giờ hết chả quế rồi. Tại giờ này có nấm. Cũng giờ hơi trưa ha. Dạ. Nấm. Hoành thánh. Hoành thánh. Với lại đậu kỳ. Hoành thánh này là hình tự trong là nhân gì em nhập? Có trong là có khoai môn, khoai lang. Khoai môn, khoai lang ha. Củ sắn, cà rốt. Rồi có thêm đậu hũ. Yeah. Và đặc biệt là sẽ có cái món là đậu phộng. Yeah. Đậu hũ ở đây là sẽ luộc qua nước lèo. Luộc qua bằng nước lèo trước. Đúng rồi. Sau đó mình chiên sơ. Không có chiên. Đấy là mình chiên rồi xong rồi mình mới luộc. Luộc để cho nó ngọt á. À mình chiên rồi mới luộc sau ha. Dạ yeah. Thành ra nó bị mớp méo. Tỏi, tỏi phi. Rau thì cắt đậu đỏ với lại rau thơm. Xà lách. Dạ yeah. Rồi cần tây đúng không em? Cần tàu. À cần tàu. Lá quế, ngò gai. Ngò gai ha. Dạ yeah. Cái này là mình bỏ nước sốt gì hả cô? Thịt nhà tương á. Dạ. Trời ơi màu lên đẹp quá trời đẹp luôn. Ừ. Đây là cọng hủ tiếu dai cô ha. Không bệnh không ăn chả. Dạ à tùy khách không ăn chả thì sẽ không bỏ cô ha. Bốn miếng hoành thánh luôn. Bốn miếng mì. Dạ. Tương đen, tương ớt. Chú cũng tiền chuyện ở đâu xa lắm, người ta chạy tới đây. Nói dạ. YouTube đó. Cái tôi làm ra một cái tô của nó trời ơi, dồn cái tô là đúng rồi, y chang là cái chú nó nói rồi. Y chang à, ngon quá. Gáp cái đó gáp, gáp, gáp. Ngon quá cô ơi, đúng y chang với cái chú nó nói rồi. Dạ. Nó trồng gẹp tao lúc đầu lại quá, trời ăn cái thiếu trộn, thiếu trộn, thiếu trộn, thiếu trộn. Vâng ạ. À. Cô ơi, rau này là để mình làm buổi chiều hả cô? Rau này là làm buổi chiều, ngày mai. À vâng ạ. À. Mình mua giờ mình thấy vậy đó con. Dạ. Mua sẵn rau vậy đó. Chứ mình mua một lần mình bán đi mua cũng không kịp. Ồ. Ủa mình có làm trong nước lèo có mướp nữa hả cô? Có, mướp, su. Chục ký củ. Chục ký củ á. Vâng. Mình nấu đồ chay là phải nấu củ hết, nó mới ngọt. Còn mình nấu đồ mặn, ở đây mình làm bằng củ. Dạ. Mình nấu chay là củ. Là trong này sẽ có là quay củ cà rốt. Cà rốt. Su. Su. Củ trắng. Củ sắn. À, với củ sắn. Với mướp. Mướp, dưa leo. Ồ, vâng ạ. À. Rất là nhiều loại. À, hồi hỏi con ăn một tô tiếu trộn ở đây tặng cho con một tô không tiếu trộn con. Trời ơi. Vâng ạ, à, con qua đây là con phải ăn món hủ tiếu trộn đúng rồi. Tại vì món đó là những bạn bè và những người xung quanh đây nè. Những người mà con biết á, nói là cái món này thực sự ăn món chay mà ngon hơn món mặn luôn á cô. Hôm nay con mày thử. Dạ, là nhà mình là bao nhiêu người bán cô? Mà chén trong gia đình luôn á. Dạ. Bên đó là nhỏ em cái Út. Vâng. Đó nhỏ đang coi mà cái Út. Dạ, bên đó là mình bán nước với lại gọi cuốn này kia cô ha. Đúng rồi, nước. Bún mắm nêm. À, đó. Dạ quý vị qua đây muốn ăn mặn, ăn đồ chay, đồ mặn gì cũng có hết luôn con ha. Thường là ở đây là mình bán từ mấy giờ về cô? 6 rưỡi sáng là mở cửa bán rồi con. 6 giờ rưỡi sáng. Dạ. Bán có nghỉ giờ nào không cô hay bán suốt, có khách là bán con? Bán suốt luôn đó con. Con thấy chưa giờ này đâu có nghỉ ngơi đâu. Là con xuống tay phiên với nhau bán á. Vâng ạ. À. Là cứ không có không ít khách thì mình là mình nấu, mình chuẩn bị cho buổi chiều. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. À, ngày mùng 1, 16 có nghỉ không? À, ngày mùng mấy ngày mà sau ngày rằm có nghỉ không con? Không, con bán, nói chung là bán suốt luôn. À, không nghỉ ngày nào. Dạ, khi nào có công việc mới nghỉ thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Nói chung là bán suốt luôn đó con. Cái gì em là cái bà áo cam nãy á. À. Bà là đi bán quán chay.
À là cô bán món chay đầu tiên á. Đúng rồi. Vừa rồi á. Xong bà mới về bà kêu là giờ bán nước không được thì bán món chay đi, mà bán món chay thì mới mở cũng đông lắm. Có khách rồi đúng không? Có khách đông lắm. Là cái duyên á. Cái duyên đấy. Vậy là quán mở được bao lâu rồi em? Em mở được 5 năm rồi. 5 năm. 2019 đấy ạ. 2019. Em là bếp Nhật. Em làm bếp Nhật hả? Đúng rồi. Em là nhà Nhật 12 năm. Sao mà em mới nghỉ rồi à? Mới nghỉ. Tại vì mẹ em bán không? Không có nổi á. Nên em mới nghỉ. Em nghĩ em mới bán. À về mình phụ. Về em bán món chay. Giờ đây là bún bò đi ha. Đầu tiên mở ra là mình bán món gì vậy Quang? À, hồi đó có bánh canh cua nữa. Bánh canh cua? Dạ. Mà bánh canh cua màu hư lắm. Ồ. Dễ hư. Tại vì anh để em lát nữa nó lỏng lẹt à. Ừ. Mà nó ngon lắm. Cũng nhiều người thích lắm. Dạ. À, cái cua đó là mình làm chung mà từ đậu hũ đúng không? Từ đậu nành đúng không, không ta? Đa phần là mình giống như mình có nguyên liệu á, ở trong nhà là mình có gì là mình sẽ sử dụng những cái đó. Ừ. Không có thêm bớt nhiều. Chỉ có thêm là dầu ngoài điều thôi. À. Rồi. Cái đó thì dùng cà rốt nhiều hơn. À cà rốt nhiều hơn. Đúng rồi. Để cho lên cái màu đúng không? Đúng rồi, đa phần là cái nước lèo của mình. Rồi mình có cái cốt nữa. Đây là mình làm món gì đây? Bún Huế anh. Bún Huế ha. Dạ. Giờ mình để đâu trong đường? Qua là chỉ có đậu hũ. Đậu hũ. Nấm. Chả mà nãy nghe có hai loại chả nhưng mà giờ em hết rồi. À. Em đang đợi người ta qua. Rau quế. Hò gai. Nước lèo. Dạ. Anh đợi em chút, em lấy cái can. Nước lèo là mình nấu có lâu không em? Nước lèo mình nấu lâu. Ừ. Tại mình nấu mình phải ra cái cốt nữa. Ồ, trong này anh thấy rất mùi thơm, có quế có hồi hả em? Có quế có hồi. Ồ. Ồ, có xả luôn nè. Quế hồi xả với lại là thơm luôn á trời. Wow. Thơm nữa, thơm say. Trời ơi thơm. Trong những cái nước sốt này thì nước sốt nào là nấu kỳ công nhất em? Cái bún Thái á. À bún Thái ha. Đúng rồi, bún Thái là lâu nhất. Hèn bún Thái gì này mà nấu cốt. Hèn gì mà nổ bún Thái hết đầu tiên. Là từ cái nước của tiếng. À. Và mình chỉ nấu thêm cốt bỏ vô. À ok anh hiểu rồi. Nước lèo là từ nước nổi tiếng ha, từ nước mà hầm mà rau củ á. Dạ. Sau đó thì mình bỏ nước cốt cái gì bún Thái hoặc bún Huế, bỏ nước cốt bên kia vô ha. Đúng rồi. Ok, đây là một tô đầy đủ của món bún Huế. Bún Huế ha. Dạ. Là biết mình đồng giá 30.000 hay sao em? Đồng giá 30.000. À ok ha. Bây giờ là sẽ làm một tô hủ tiếu mì trộn đúng không? Là nó có những ngoài hủ tiếu dai nè. Thì mình sẽ có thêm là sợi mì tươi, có sợi mì lớn và sợi mì nhỏ hả em? Dạ. Đây là sợi mì lớn hay nhỏ? Nhỏ. Nhỏ ha. Đa phần ta sẽ ăn nhỏ. Ừ. Tại vì lớn ít người ăn lắm. Ừ. Rồi bây giờ Quang sẽ làm cho Dương một cái tô hủ tiếu mì trộn nha quý vị. Ăn nhiều quá. À cho anh vừa vừa thôi như một tô bình thường mà em bán cho khách hàng vậy ha. Nhiều hơi nhiều quá. À, hơi nhiều hủ tiếu và mì. Hủ tiếu hôm nay nó hơi bự. Lúc trước em làm quán Nhật là em làm nhà hàng bán cái món gì ta? Bán sushi sashimi. Ờ. Em làm Tokyo rồi sushi Tokyo, masa. À Tokyo Deli ha. Rồi với Yên. À bên trên nữa. Samuji. Làm gần như hết rồi đó. Em làm nhiều chỗ. À từ những cái món đồ Nhật cao cấp mà bây giờ xin nghỉ. Yeah. Quay về nhà phụ bán đồ chay. Tại vì bán mấy cái sắc xinh lắm. Nói chung nhà mình là ai cũng có thể làm món được đúng không em? Đúng rồi. Có 3 người, 4 người. Mà em lấy tỏi rồi đó. Tỏi đó. Ok, được. Anh ăn được. Em lấy tỏi nè. Dạ. 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 Dạ
Rồi, tô này hơi bị nhiều nha quý vị ơi. Quan trọng nhất để làm nên cái tô mì trộn nó khác với những chỗ khác là cái gì Quang nhỉ? Cái sốt này hả em? Dạ. Giống như là hồi xưa cũng bán có kiểu sốt kia nhưng mà không có được, không có hợp. À. Là lấy ý kiến của người ta là không hợp. Cái xong bây giờ phải nấu lại khác. Hay con tàu có nhầm người đang sống và người đang chín. Người đa phần mình sẽ trộn luôn tại người ta dễ ăn thôi. À. Còn nếu anh chín không thì chắc mình phải trộn qua em hả? Dạ đúng rồi. Để cho nó tái rồi. Xem chả nó có gì. Chả còn thắng. Hoàn thành chiên và hoàn thành lá nha. Rồi xong một tô mì trộn và một chén nước lèn nữa nha quý vị. Cái này là giá bao nhiêu em? 30.000 luôn ha. Dạ. Rồi Sài Gòn lại mưa rồi quý vị. Những ngày gần đây thì Sài Gòn thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu, nhưng mà những người đi đường có một cái bất tiện đó là những cơn mưa bất chợt á đến rất là nhanh mà đi cũng rất là nhanh luôn. Không có mưa to ha, nhưng mà mưa cứ rả đứt thế này thôi suốt cả ngày hết. Mọi người là phải dừng xe lại ha, mặc áo mưa để tiếp tục hành trình. Những người buôn bán thì buôn gánh bánh bưng ngoài đường thì sẽ cực hơn rất là nhiều luôn. Đây là tổ hủ kia mình chiên qua đúng không cô? Đúng rồi, mới chiên qua con. Mình bán hết nào là mình chiên cái đó, con hiểu không? Dạ. Cho nó nóng. Không có và cái này là mình chắc là mình nhúng sơ qua dầu luôn cô ha? Đúng rồi, dầu nó sơ mình nhúng cái nó lên. Dạ. Giòn rộm luôn. Dạ, mấy thưa quý vị ha. Thì bây giờ Dương sẽ thưởng thức một tô hủ tiếu mì trộn tại quán chay Thịnh Quang. Thì bây giờ Sài Gòn vừa có mưa xong, bây giờ lại nắng là rất sự thời tiết rất là oi bức luôn á. Một tô hủ tiếu mì trộn vừa rồi á, quý vị có thể thấy bạn Quang ha làm cho Dương, thực sự ha, em làm hơi bị nhiều, sẽ có sợi hủ tiếu dai nè, rồi sợi mì nhỏ nè, trong đó sẽ có những loại như là chả nhé. Rồi đây là hoành thánh chiên, bên trong là nhân khoai môn và nhân đậu xanh ha, kèm theo đó là những loại gia vị rau, kèm theo đó là giá, salad, chân tàu, rau ngộ, rồi hành, một loại rau thơm đó quý vị. Cái màu sắc lên rất là đẹp luôn á. Và không thể thiếu đó là Dương xin thêm một chén đậu phộng để mình bỏ thêm cho mày ha, cho mày đã có rồi. Dương sẽ trộn lên nè. Wow, nó hấp dẫn quá. Đây là hoàn thành lá ha, mình sẽ bẻ cho mày luôn, hoặc là mình có một nước chén nước lèo đây, mình sẽ bỏ vào trong chén nước lèo này. Chén nước lèo thì có nấm, nấm đông cô, rồi đậu hũ nha quý vị. Đây một tô bao gồm tô mì hủ tiếu khô, một chén nước súp và xin thêm một chén đậu phộng mình bỏ lên trên này luôn. Quá trời hấp dẫn luôn ạ. Rồi Dương sẽ mời quý vị nha, mời quý vị ăn trưa nha, bây giờ cũng hơi trễ rồi, 12 giờ hơn rồi. Thưởng thức cái vị nước lèo trước đi. Nước lèo hủ tiếu được hầm từ những loại rau củ quả như là mướp, củ sắn, rồi củ cải trắng, cà rốt. Rất là ngọt thanh nha quý vị. Wow, ngọt thanh. Rồi cho cái mùi vị của
nước sốt trộn với hủ tiếu mì. Rất là cơm ngon, vừa miệng. Cái cần tàu này ăn sống được thì rất là ok luôn. Dạ cô. Vừa rồi thì quý vị cũng nghe câu chuyện trò chuyện giữa Dương với các cô ha, về thầy Minh Đạo và thầy Minh Thuận, rất là vô tình thôi. Đến đây cũng như cái duyên thôi, gặp các cô cũng đã coi những video cùng Dương quay về thầy Minh Đạo, cũng biết biết đến và cũng rất là mong muốn sẽ có một ngày nào đó xuống tu viện Minh Đạo để bành lễ Phật, cũng như là được gặp và nghe thầy Minh Đạo giảng pháp. Sau video này thì chắc là một hai ngày nữa Dương sẽ lại xuống Phú Mỹ ha, để quay lại thăm tu viện Minh Đạo và gửi đến quý vị khán giả những hình ảnh mới nhất về tu viện. Có rất là nhiều sự thay đổi quý vị ạ, để chuẩn bị cho mùa lễ Vu Lan này và đón chào xưa trở về. Bây giờ thì thưởng thức một cái tô với mì, quý vị rất là vừa luôn ạ. Đậu hộp. Mình đánh lá nhúng đây ha. Là ở quầy sau lưng đường Nguyễn Văn Trâm đúng không? Rồi. Chà mình chấm vào một chén chấm ha. Gồm tương ớt, tương đen, một xíu sa tế và nước tương, xì dầu quý vị. Rất lâu rồi thì Dương chưa quay gửi đến quý khán giả những cái quán chay bình dân ha. Trong tháng Vu Lan này, tháng 7 âm lịch thì Dương chắc sẽ đi và quay cho quý vị, giới thiệu quý vị đến những quán bình dân mà ngon, sạch sẽ, để cho quý vị có thêm nhiều lựa chọn hơn trong mùa Vu Lan này ha, tháng 7 âm lịch ạ. Mình thức một hoàn thánh trên. Ngon cô. Ở đây ăn cũng rất là vui vẻ luôn quý vị. Niềm nở và xoài lõi. Cái miền Nam hay dùng từ xoài lõi ha. Có nhiều quá trời nhiều luôn.